Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Hôm nay thì em lại làm clip giới thiệu đến các anh đây. Một chiếc mẫu có mã hàng là Z167 các anh nhé. Mẫu này thì được khá là nhiều anh yêu thích. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình. Các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z167 để thêm thông tin chi tiết về sản phẩm các anh nhé. Hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Như các anh có thấy là ở trên đây là một chiếc Zippo vàng bóng và khắc hình con cá chép CNC. Đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho các anh thích hình cá chép nhưng không có điều kiện để mua một cái chiếc bật lửa cá chép với giá xuất nhập rất là cao, rơi vào khoảng vài triệu đồng, thì mình có một lựa chọn rất là tuyệt vời như thế này. Chỉ 650.000 đồng thôi các anh ạ. 650.000 đồng thôi. Mặt sau là vàng trơn bóng, các anh có thể khắc tên theo yêu cầu. Còn mặt trước là hình cá chép các anh nhé. Hình cá chép và cái phần vải, phần sóng biển rất đẹp, khắc rất là tinh xảo, cũng như là các anh sờ vào đây có độ giáp nhất định, cái này khắc sâu xuống, chính vì vậy thì các anh cũng không lo nó bị bay màu đâu nhé, không bị bay mất hình đâu, nên các anh hoàn toàn yên tâm luôn. Cái này thì cũng là Zippo đồng khối các anh nhé, Zippo đồng khối hàng chính hãng. Các anh bật chế độ Full HD lên để xem giúp em, bánh xe này, bánh xe chéo này, buồng đốt này. Sợi tim cũng như là búa cam, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo luôn, bởi vì hàng chính hãng nên là bảo hành trọn đời các anh nhé. Các anh hoàn toàn yên tâm luôn, bên em cam kết bán hàng chính hãng đến tay các anh. Nhận hàng các anh kiểm tra hàng trước khi trả tiền, thế nên các anh hoàn toàn yên tâm, không đúng như những gì em nói trên clip này các anh không cần nhận hàng. Còn nếu mà đúng thì các anh cứ thanh toán giúp em, mà nếu như hàng sử dụng tốt thì các anh giới thiệu giúp em. Đây là mộc đáy lồi các anh nhé. Đấy, chất liệu đồng luôn, nên là càng dùng càng thích, rất là bền với thời gian. Đó, rất là chắc chắn, tiếng kêu rất là hay và vang. Ngoài ra thì các anh có thể là mua tặng nhé, cá chép mà mang đi tặng thì cũng rất là ý nghĩa luôn. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z167 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều.